một phần quà rất bổ ích nhìn đến cho các bé. Và đặc biệt hơn, order trị giá 200.000 quý khách sẽ được tham dự chương trình vòng quay may mắn tại sân hè của chúng tôi. Chúng ta mời chúng mua 100% để nhận về những phần quà giá trị như hộp kim bích nhờ cao cấp, một sản phẩm học tập dành cho bé, một áo mưa hoặc phi trường xinh xắn. Thì quý em ơi, hãy tiến nhanh đến sân hè Thiên Long của chúng tôi để trải nghiệm những dịp sản phẩm học tập dành cho bé như mình. Hãy lựa chọn cho bé những sản phẩm ưng ý, có cơ hội nhận về những phần quà thật ý nghĩa. Thay mặt cho tập đoàn Thiên Long, xin trân trọng kính mời. Xin hoan chào đón quý hành đã đến tham quan và mua sắm tại nhà sách trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên xin thay mặt cho tập đoàn Văn Phòng Phẩm Thiên Long, luôn chúc ngày có một buổi mua sắm tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Quý hành thân mến, Thiên Long là tập đoàn văn phòng phẩm số 1 tại Việt Nam. Và Thiên Long không chỉ có bút bi, mà còn nhiều văn phòng phẩm đa dạng, phục vụ cho nhiều đối tượng từ học sinh sinh viên đến nhân viên văn phòng và các cấp quản lý. Món những hàng chính của Thiên Long bao gồm những hàng đích nơi dùng bút bi cao cấp, những hàng tiêu bút bi cấp loại, những hàng 90 dùng cùa học sinh, và cuối cùng là những hàng collective dùng cùa mỹ thuật. Như thêm một lời cảm ơn đến quý khách đã luôn tin dùng và đồng hành cùng tập đoàn Thiên Long trong suốt thời gian qua. Tiếp theo buổi mua sắm ngày hôm nay, ý nghĩa của chúng tôi xin hân hạnh mang đến cho quý khách một chương trình ưu đãi hấp dẫn. Khi khách hôm nay nhận dòng sản phẩm của Thiên Long, với hóa đơn 59.000, quý khách sẽ được tặng ngay một phần quà rất bổ ích dành đến cho các bé. Và đặc biệt hơn, hóa đơn trị giá 200.000, quý khách sẽ được tham dự chương trình vòng quay may mắn tại sân hè của chúng tôi. Khách hôm nay trúng thưởng 100% để nhận về những phần quà giá trị như hộp kim bích nhờ cao cấp, một sản phẩm học tập dành cho bé, một áo mưa hoặc chiếc dù xinh xắn. Thì quý em ơi, hãy tiến nhanh đến sân hè Thiên Long của chúng tôi để trải nghiệm những dòng sản phẩm học tập dành cho bé nhà mình. Và lựa chọn cho bé những sản phẩm ưng ý, có cơ hội nhận về những phần quà thật ý nghĩa. Thay mặt cho tập đoàn Thiên Long, xin trân trọng kính mời. Đây. Xin hoan chào đón quý hành đến tham quan và mua sắm tại nhà sách trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên xin thay mặt cho tập đoàn Văn Phòng Phẩm Thiên Long, lúc trước ngày có một buổi mua sắm trong lớp niềm vui và hạnh phúc. Quý hành thân mến, Thiên Long là tập đoàn Văn Phòng Phẩm số 1.